Xin kính chào quý vị đang đến với một kỹ năng cuộc sống của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, những cái món như là dưa cải muối nè, thịt quay và giò mỡ luôn luôn không thể thiếu trong bữa ăn của các gia đình Việt Nam vào những dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên thì có một số quý vị khán giả chia sẻ với chương trình rằng họ mua dưa nhưng mà dưa hỏng có được giòn, không ngon, không vàng đẹp mà thậm chí còn có cái vị hăng rất là khó chịu. Vậy thì ngày hôm nay trong một kỹ năng cuộc sống, Diễm Loan xin được gửi đến quý vị một vài mẹo nhỏ để chúng ta mua dưa cho thật là ngon, dùng dần trong những ngày Tết nhé. Chúng ta nên chọn những cái bẹ dưa thật là ngon. Dưa ngon đó là những cái cọng dưa to như thế này và cái phần bẹ dưa cũng phải to, phần lá thì ít thôi. Nếu như chúng ta chọn những cái cây dưa nhỏ quá thì cái phần cọng ít mà cái phần lá lại nhiều, khi đó muối sẽ không có ngon nữa. Và khi mua dưa về thì chúng ta sẽ cắt dưa ra thành từng đoạn và khoan chưa có rửa nha. Có một mẹo nhỏ ở đây, đó là trong những ngày Tết thì chúng ta sẽ dùng dần chứ không dùng hết một lần cả một cái hũ dưa. Vì vậy mà chúng ta sẽ có thể cắt ra một vài cây dưa thôi để có thể ăn ngay. Và với những cái cây dưa còn lại thì chúng ta có thể để cả nguyên cây như thế này để muối. Với dưa đã cắt ra thì muối sẽ mau chua hơn, chúng ta có thể ăn liền. Còn với những cái cây dưa nguyên như thế này thì sẽ lâu chua và chúng ta có thể dùng dần. Một nguyên liệu nữa không thể thiếu trong quá trình muối dưa đó chính là hành. Chúng ta sẽ mua hành lá về và cũng cắt ra những cái đoạn dài khoảng 3 cm và chúng ta chưa rửa nhé. Cả dưa và hành lá sẽ đều được đem đi phơi qua một nắng rồi chúng ta mới bắt đầu tiến hành muối, và hành sẽ làm cho hũ dưa của chúng ta thơm ngon hơn. Bây giờ thì quý vị hãy cùng với Diễm Loan đem dưa và hành lá đi phơi nắng nha. Với trời nắng ráo như thế này thì chúng ta chỉ cần phơi dưa trong thời gian là một nắng thôi thì dưa cũng đã đủ để có hơi héo một chút xíu và chúng ta có thể ngâm được rồi. Còn nếu như ngày hôm đó chúng ta muối dưa mà trời lại không có nắng thì không sao cả. Chúng ta có thể rải dưa ở khu vực gần bếp và sau một ngày thì chúng ta cũng có thể đem đi muối bình thường. Sau khi chúng ta đã phơi cho hành và dưa héo đi một chút thì chúng ta sẽ đem đi rửa thật là sạch. Và sau đó thì quý vị sẽ nghĩ đến công đoạn là chúng ta ngâm dưa đúng không ạ? Nhưng bí quyết nằm ở chỗ này, vì sao quý vị ngâm dưa lại có cái vị hăng? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nước vo gạo, bí quyết nằm ở đây. Ở đây thì Diễm Loan đã chuẩn bị nước vo gạo, thêm một chút xíu muối và đã đun lên cho hơi ấm ấm. Bây giờ chúng ta sẽ cho cải vào và ngâm với cái lượng nước vo gạo này. Chúng ta sẽ ngâm như vậy sau một đêm rồi mới tiến hành đem lượng cải này đi muối nhé. Tỷ lệ để chúng ta có thể tạo ra cái lượng nước ngâm dưa sẽ bao gồm là 1:3:1, trong đó 1 đường, 3 muối và chúng ta sẽ cho thêm 1 lít nước. Sau đó chúng ta sẽ đem hỗn hợp này đi nấu cho sôi lên, cho tan hết tất cả những cái nguyên liệu bên trong và chúng ta sẽ để cho nó nguội hoàn toàn rồi mới đổ vào trong keo và tiến hành ngâm dưa. Để ngâm dưa thì tùy vào cái lượng dưa nhiều hay ít, chúng ta có thể chọn cái hũ thủy tinh to hay là nhỏ. Và điều quan trọng đó là hũ thủy tinh này phải được rửa thật là sạch và chúng ta cũng phải lau thật là khô ở phần lòng bên trong của hũ thủy tinh, không được để còn nước, nó sẽ làm cho dưa rất là mau hỏng hoặc có thể là nổi ván nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xếp dưa vào. Nguyên tắc đó là chúng ta sẽ cho cả cây dưa vào trước. Sau đó chúng ta sẽ cho lượng dưa đã cắt vào. Và trong lúc mà chúng ta cho dưa vào như vậy thì xen kẽ chúng ta cũng sẽ cho hành lá vào. Chúng ta có thể chèn cho phần dưa này nằm êm xuống, nhưng tuyệt đối là chúng ta không có đè quá chặt, nó sẽ gây dập dưa và có khả năng là gây hỏng. Sau khi chúng ta đã cho nguyên liệu vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp nước mà chúng ta đã đun sôi và để nguội vào. Chúng ta sẽ đổ lượng nước ngập vừa qua mặt cái phần cải mà chúng ta đã cho vào. Và lưu ý là cải lúc nào cũng phải được nằm ở trong nước, như vậy thì mới có thể giòn ngon. Còn nếu như cải lại ra khỏi cái phần mặt nước thì nó rất dễ bị úng hỏng và đặc biệt là nó còn có thể bị đen đi nữa, trông rất là thiếu thẩm mỹ. Và chúng ta cũng có thể dùng dụng cụ để đè cho cái phần nguyên liệu này ngập trong nước. Có thể dùng một cái bao nhựa và chúng ta cho nước vào rồi dằn ở bên trên, hoặc là một cái chén cũng có thể là chúng ta dùng cái phần lưới chuyên dụng để đè dưa và những cái loại cải muối, chúng ta sẽ chấn xuống và sau đó chúng ta đậy nắp lại.
Khoảng từ 2 đến 3 ngày sau là lượng dưa cải này đã có thể sử dụng được rồi. Ở đây thì Diễm Loan cũng đã có muối sẵn một hũ dưa với cái cách muối tương tự như nãy giờ Diễm Loan đã chia sẻ. Và quý vị thấy đó, dưa vừa vàng, thơm ngon, lại rất là giòn, không có cái vị hăng khó chịu đâu. Và hy vọng là cùng với những chia sẻ của một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay, quý vị có thể tự muối cho mình những hũ dưa thật thơm ngon và sử dụng trong những ngày Tết đến xuân về. Còn bây giờ thì Diễm Loan cũng sẽ phải nói lời chào tạm biệt quý vị rồi. Mọi thư từ đóng góp ý kiến xin vui lòng gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc vui sống mỗi ngày a@thuthi.com.vn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.